nhanh nữa các bạn ơi. Wow, 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 wow. Các bạn nha. Đó thì hôm nay sẽ bay con Bích 16 Pro theo cầu của rất là nhiều anh em nha. Thì mình mới mua được bên linh kiện RC này các bạn. Giá như là 4.2 triệu bay đấy. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp cho các bạn xem, sau đó sẽ bay test chất lượng cao ra cho các bạn xem chơi nha. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ khui ra nha. Đó, được tặng một cái ba lô. Khá là xịn luôn các bạn ơi. Ba lô nhìn rất là cứng cáp nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ khui tiếp cho các bạn xem nè. Đây sẽ là nhân vật chính này các bạn. Các bạn có thấy là con Flycam này nhìn rất là độc lạ không? Đó, nó khá là dài nha, hơn gan nha các bạn. Đó, nhìn nó rất là ngầu luôn các bạn ơi. Đó, thì con này camera thì là quay 4K, gimbal chống rung 30, có chống rung ES luôn nha các bạn. Nói chung con này là bao mượt luôn các bạn ơi. Wow, nhìn nó khá là đã các bạn. Riêng con này có cả cảm biến bụng nè, có đèn bay đêm nè, giúp các bạn bay ở trong môi trường không có GPS đó, nó vẫn đứng yên một chỗ luôn nha. Đây là khe cắm thẻ nhớ nè, con này nó lưu video qua thẻ nhớ luôn, mình đã gắn sẵn rồi nè. Đó, nhìn nó rất là ngầu các bạn ơi. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho các bạn xem tiếp này đi. Đó, đây sẽ là cái tay điều khiển nha. Đó, thì mình thấy ở đây nó có một cái anten thiệt nha các bạn, thì cũng khá là ngon nha. Bên này sẽ là anten giả. Đó, kẹp điện thoại ở đây. Ok, thì phụ kiện đi kèm ở đây nè các bạn ơi, cũng khá là nhiều nha. Đó, như là cánh dự phòng nè, cáp sạc, tua vít và sách hướng dẫn. Con này thì nó rất là dễ bay, chút xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn bay sơ luôn nha. Đó, ok, thì bây giờ sẽ khởi động và bay lên cho các bạn xem về chất lượng của con Bích 16 rồi nha các bạn. Đó, rất là háo hức các bạn ơi, mới nhận được luôn nè. Đó, gimbal chống rung 30 các bạn thấy không? Đó, nhìn rất là đã nha. Ok, thì bây giờ sẽ bay nha các bạn. Thì việc bay con Bách 16 Pro này cũng khá là đơn giản thôi các bạn. Đầu tiên là các bạn mở nguồn con máy bay lên, nhấn vào đây, nhấn cứng chịu vài giây nữa nó sẽ mở nguồn lên. Sau đó nhấn cứng một nút đỏ ở đây, gạt cái này sang phải, nó sẽ mở nguồn tay điều khiển lên. Sau đó các bạn chỉ cần tải cái ứng dụng có tên là MRC Pro Vai. Đó, cái ứng dụng màu đen đen này các bạn thấy không? Sau đó bấm vô đây. Đó, lúc này nó sẽ hiện camera lên luôn. Đầu tiên thì các bạn chỉ cần kéo hai cần gạt, xéo qua bên trái như thế này cho nó cân bằng con máy bay. Đó các bạn thấy không, nó đang xoay nè, đang cân bằng máy bay. Sau khi nó cân bằng xong thì các bạn chỉ cần xoay máy bay thôi. Đó, các bạn đợi một chút xíu nha. Ok, sau khi nó chớp cái đèn màu cam rồi nè các bạn thấy không. Đó, các bạn chỉ cần xoay máy bay sang trái vài vòng. Đó, đến khi nào nó chớp màu xanh như thế này nè. Đó, sau đó các bạn ngóc camera lên, xoay sang trái vài vòng tiếp. Đó, việc bay con này nó rất là đơn giản thôi các bạn. Đó, sau khi nó dừng cái đèn màu đỏ là ok. Đó, việc còn lại thì các bạn chỉ cần đợi GPS lên cao, sau đó chỉ cần bấm nút này khởi động và đẩy cần ga từ từ nó sẽ bay lên thôi, rất là đơn giản nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ khởi động và bay lên cho các bạn xem chơi nha. Đó, bấm vô đây nó khởi động nè, sau đó đẩy cần ga từ từ nó sẽ bay lên nha. Đó, ok các bạn thấy sao? Đó, thì mình xin nói lại một lần nữa nha, đây là một con Flycam đến từ hãng Bích, nó có tên là Bích 16, được trang bị động cơ không chổi than. Đó, có định vị nha các bạn. Ở gimbal thì là chống rung 30, camera 4K. Ở thời gian bay nhà sản xuất nói là lên đến 28 phút. Đó, rất là trâu nha các bạn. Ở con này thì là chống rung ES luôn, cho nên là các bạn thấy hình ảnh chất lượng này kia khá là mượt nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình ngồi xuống cho các bạn thấy được chất lượng hình ảnh nè. Đó, lên cao xuống đi. Đó, thì hôm nay bay test gió rất là kinh khủng các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không, gió là bơi cây ra luôn nè. Đó, nhưng mà chất lượng các bạn thấy sao, rất là mượt nha các bạn. Gimbal chống rung 30, thêm là chống rung ES nữa, cho nên là các bạn thấy là chất lượng của nó bao phê bao đẹp luôn các bạn ơi.
thì mình nghĩ với cái giá hơn 4 triệu thì con này có thể là lật đổ con SCRC F11S nha các bạn. Đó, các bạn thấy là nãy giờ gió rất là mạnh luôn, nhưng mà chất lượng nè, phải nói là khá là đẹp các bạn. Đó, cười lên cái gì cái mặt ngầu vậy. Đó, bạn thấy không, chất lượng rất là đẹp nha. Đó, sẵn đây mình sẽ test gimbal cho bạn xem về độ khó nè. Đó, mình sẽ nghiêng qua nè. Đó, đó bạn thấy sao, hình ảnh cũng rất là mượt nha các bạn, không có dấu hiệu gì mà gọi là rung luôn nha. Ồ, quá là đỉnh các bạn ơi, bách 16 rồi phải nói là rất là tuyệt vời nha các bạn. Đó, ngắt qua lại nè, hình ảnh phải nói là rất là mượt luôn các bạn. Ở thêm nữa, con này nó có cảm biến bụng như mình đã nói các bạn. Các bạn có thể bay trong nhà, lẳng trong cái điều kiện mà môi trường không có gờ bết, nó vẫn đứng yên một chỗ nha. Các bạn thấy không, đứng cứng ngắc một chỗ luôn, là nhờ có cảm biến bụng, thêm có gờ bết đó các bạn. Đó, thì con này vẫn có những chức năng như là bay vòng tròn hoặc là follow me đi theo mình. Nhưng mà mình sẽ test ở video sau nha. Video này mình chỉ test chất lượng gimbal cũng như là camera, cũng như là bay test cho các bạn thấy được độ ngon của con Bách 16 RAW này. Đó, mới ra cho nên là quay liền cho các bạn xem đó. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nha các bạn. Từ bây giờ mình sẽ bay vòng vòng quay khung cảnh cho bạn xem nha. Đó, bạn thấy không, chất lượng rất là đã nha. Đó, lắc qua lắc lại cỡ nào nhưng mà chất lượng của nó rất là đẹp các bạn. Ok, đó, thì bây giờ mình sẵn mình sẽ bay vòng vòng test chất lượng cao ra cho các bạn xem chơi nha. Thì đang bay nửa chừng các bạn, mưa lất rắc rồi nè, ướt máy bay hết trơn nè. Thì bây giờ sẽ gom đồ về các bạn ơi. Thì ở video này mình chỉ test chất lượng camera cũng như là bay lên cho các bạn thấy được cái hình ảnh của con Bách 16 RAW. Nó ở video sau mình sẽ test thời gian bay chính xác nhất của con này, cũng như là tầm điều khiển xa nhất của nó là bao nhiêu mét cho các bạn xem chơi nha. Ok, thì bây giờ gom đồ về các bạn ơi, mưa càng ngày càng lớn rồi. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nha các bạn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye.